Vâng, xin chào bạn đang theo dõi những người sân trường nhé. Hôm nay mình review với bạn với mấy em ngựa bạch cái cho bà con chăn nuôi sinh sản nhé. Đấy. Đây là hàng 6 đây. Hiện cho thoải mái nhé. Đây, đấy, được thực hiện luôn. Nhưng mà đang có ăn lâu nhé. Quay cái mặt. Đây. Dài, cao dài luôn. Đấy, chị em nào kết trả lô nhé. Đấy. Pha lai, đẹp tuyệt vời. Không chê điểm gì cả. Đấy. Cái loại này nếu mà nay mai lớn lên nó cái nó khoảng 2 tạ rưỡi 3 tạ nhé. Đấy. Cái có nguồn gốc luôn, bắt của dân về. Không phải là hàng xe đâu nhé, bảo đảm luôn. Đây là hai em này là bắt được khoảng độ tháng rồi, mấy em này bắt được gần tháng đây, mấy em nữa đây cùng cùng lứa tuổi luôn. Đây các bạn công an không cùng chạy vào đây đây nhá, nhá đấy nhá. Hôm nay các bạn khỏi chê luôn nhé. Đây, đây em được này, em được làm giống rồi này. Đấy, kia em được đây này, em được làm giống rồi này. Đấy, kia em cái rồi, cái cao chưa? Mình cao nhất đàn luôn, các bạn này. Hơn kia ít tuổi hơn này nhé. Này em được nhiều tuổi hơn nhưng mà hơn kia cao lắm. Nhờ, bạn cái này. Còn cái này nó lông, nó đầm phân hơi bẩn chút nhé các bạn nhé. Mình không tắm nhỏ, mình không muốn tắm, không muốn tắm nhiều. Cho nó vầy vò thoải mái luôn. Yeah. Mình quay trước mặt cho bạn xem đấy. Em ra chạy ra ngoài sân. Yeah. Thế thai chưa? Yeah. Con cường bé ra đây cũng to luôn. Đấy. Nhìn hai con dài, chân tay móng vó thì khỏi chê, tròn vo luôn nhá. Dạ. Đấy. Này làm giống thì tuyệt vời luôn. Các con không phải chê điểm gì hết. Quá tuyệt vời. Và đây là đàn cái đang đi đàn đây. Mình chăn nuôi sinh sản luôn nhá. Nào có nào sửa là mình bán. Đấy, em này nó đang theo dõi. Nhìn em này trắng mốt luôn. Em này nuôi to là tầm 3 tạ nhá. Cược cược nhị trắng muốt bằng trắng chưa như cước luôn, pha lai các bạn nhé. Phê bụng của mình như có chửi mới có chửi nhờ, bụng phê lắm. Hiền lúc này sờ thoải mái nhé, hiền sờ sờ bú được này nhá. Đấy. Con này hiền cứ hiền, anh em bạn bè nào bắt con này cũng được nhé. Hiền hiền luôn. Đây hàng tháo đây, quay hàng trước mặt hàng tháo nhé. Đây hàng tháo đây, ăn uống khỏe mạnh luôn, ăn cỏ có voi nhé. Đây. Con nào nó không phải một phái là chán chứ chán luôn. Đây một phái chán luôn. Hàng pha các bạn nhá. Này này nó to lên bố mẹ, mẹ nó tầm trên 3 tạ cơ. Này này nó nay mai nó to cũng tầm 3 tạ. Nó lên chứ không mà dưới. Đấy. Rất nhiều là bà con lựa chọn nhá. Có nhu cầu thì alo nhá. Đây em được đây, em được này có em bà con nào muốn chăn nuôi thương phẩm thì alo em được này nhá. Còn em này làm giống nhá. Đấy. Trắng mốt làm giống luôn. Cực đẹp luôn nhá. Bà con có nhu cầu rất lâu, chúng ta mình để dưới phần mô tả nhé. Mình quay tổng thể bạn xem. Đấy. Đây mình đây thấy chưa, rửa mạnh về trên trọng tẩy chung hết rồi. Đấy. Về không, bà con không phải suy nghĩ gì hết, về chỉ chăn và nuôi và ăn uống thoải mái thôi. Em tuyển chọn thì giống thì thoải mái đi.
con nặng đẹp, con nặng cao, giống là phải đẹp, không phải chọn bắt mớ mớ về đâu, yên tâm nhá. Đây hai em nó đây. Đấy. Chạy ra ngoài này ăn cỏ. Các bạn yêu cầu hiện nay thì sửa đi lại ở quán đây. Ngựa này mà các bạn quý trơn, các bạn không nuôi ngựa này sinh sản thì chẳng ở đâu cả. Đẹp bằng ngựa này mà. Khỏe mạnh, bắt ở dân về nhé, không phải bắt ở ngựa tre đâu. Tre thì ngựa này không có đâu. Toàn dài, chân tay tuyệt vời luôn. Chân tay này, quay sát này, chân tay này. Móng dài, gang. Nhìn như cái ông điếu. Hai con này nay mai nó to như con kia, nó to hơn đấy. Còn pha lại này, trắng muốt. Anh em bạn bè nào có nhu cầu con này cũng được nhé, làm giống. Đây là chỉ được lấy được ok nhé. Mình lấy rồi rồi nhưng mà không biết liệu nó được chưa, nếu được rồi. Có 2 tháng trắng hồng này. Da trắng muốt, hồng hào. Kinh. Chưa nào, con ngựa nào trắng con ngựa này. Hiền nó cưỡi được nhé. Chả bú được nó mà. Thấy chưa? Hai này đây, quay ăn uống các bạn xem nhé. Hồng mỏng mỏng chưa? Hiền, đã hồng hiền. Này làm giống tuyệt vời luôn nhé. Anh chị em mà có nhu cầu cứ liên hệ nhé, mạnh dạn liên hệ. Ngựa chăn nuôi rất đơn giản nhé, cho ăn cỏ uống nước và cắm sát, cắm gạo, cắm ngô. Đấy, nếu mà các bạn muốn cho nó một chút nữa thì có thể mua cắm lợn về cho nó ăn, ví dụ như cắm hốp, cắm đấy về cho nó ăn. Ăn mỗi hôm ra ít thôi, bắt con này. Ăn gọi là thêm gia vị đấy nhé. Chưa, nguyên này. Đẹp thế. Thôi nhá, bây giờ mình mới kết thúc các bạn nhé. Các bạn cứ kênh hãy cho mình like, mình chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Để mình có mình được làm nhiều video khác quay cho bạn. Hai ông này thì nếu bạn nào mà kết hai ông này thì không chê điểm gì nhé. Mình ưng rồi. Đấy, thấy chưa? Còn đừng có cái nhé, mình được đâu nhá. Cái đấy. Các bạn thích thả. Vâng, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn video sau nhé.